Hello, xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Sau 2 tháng nghỉ giãn cách làm việc thì hôm nay đây là video đầu tiên Ngọc Ánh quay trở lại với mọi người. Sau 2 tháng rất là hồi hộp nha mọi người. Chắc là lâu không nói thì rất là hồi hộp và rất là khó chịu. Vì là 2 tháng trời không được đi làm, không được gửi video đến mọi người. Và rất là nhiều khách hàng vẫn rất là quan tâm về cái vấn đề nhà đất mọi người ạ. Và bởi vậy nên hôm nay trong video này Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một cái căn nhà giá rất là hợp lý và vị trí thì rất là ok. Cụ thể là thuộc tổ dân phố Nghĩa Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội nha mọi người. Với căn nhà này, ngõ trước nhà 2m2, hướng nhà là hướng Tây Nam. Hiện tại ở cái vị trí của cái ngôi nhà này thì chỉ còn duy nhất 2 căn mọi người ạ. Và cái giá chào bán của cái 2 căn này Ngọc Ánh quay thì là 1 tỷ 970 triệu thôi. Hướng nhà là hướng Tây Nam và còn một căn hướng Đông Bắc nữa nha mọi người. Thiết kế và xây dựng ở đây là 5 tầng mọi người ạ. Và với cái căn nhà này thì hiện trạng mọi người có thể dọn đồ về và ở được ngay. Đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý đầy đủ, sổ đỏ cũng như là giấy phép xây dựng rồi, hoàn thiện hết rồi nha mọi người. Hồ sơ điện, hồ sơ nước rất là đầy đủ và chi tiết. Nước sạch thì sử dụng nước sạch quận Hà Đông và điện lực thì là điện lực Hà Nội. Ở đây như mọi người có thể quan sát thấy thì cái phần cửa chính của ngôi nhà như mọi người nhìn thấy đây ạ. Cái mặt tiền của ngôi nhà này thì là 3m3 mọi người nhá. Và cái đã được toàn bộ ốp đá granite xung quanh rồi. Với cửa chính của ngôi nhà thì được thiết kế hai lớp cửa rất là an toàn. Bên ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp, cửa kính nha mọi người. Ngọc Ánh xin mời quý khách hàng theo em vào phía bên trong của ngôi nhà. Đây chính là phần phòng khách mọi người ạ. Đấy, quý khách hàng nhìn thấy không? Đã được hoàn thiện gần như là sạch bong rồi. Chỉ việc dọn đồ về và ở, toàn bộ cái phần hoàn thiện bên trong cơ bản của ngôi nhà đã được hoàn thiện xong xuôi. Về phần sơn như mọi người có thể quan sát đây. Phần sơn được hoàn thiện rồi. Hệ thống đèn led chiếu sáng cũng như là cái hệ thống trần thạch cao. Trang trí xung quanh đây, ở cái phần phòng khách của ngôi nhà đây, quý khách hàng có thể nhìn thấy chủ đầu tư có trang trí luôn giúp mình đây. Cái chỗ phần phòng khách ở đây là phần chỗ này là để tivi. Đó. Rất là hợp lý. Đây là cái tấm ốp nhựa giả gỗ nha mọi người. Nói chung cũng rất là đẹp, hợp lý. Cái giá chào bán thì Ngọc Ánh xin chia sẻ với mọi người luôn. Ở cái vị trí tổng quan của khu vực này để mà nói thì cái giá chào bán hiện nay với ngôi nhà này thiết kế 5 tầng thì đây là căn nhà hiện tại đang là rẻ nhất nha quý vị. Chỉ 1 tỷ 970 triệu thôi ạ. Và tiếp theo với cái ngôi nhà này thì cái phần ngân hàng mà hỗ trợ mình tối đa nhất, quý khách hàng chỉ phải chi trả nó chỉ rơi vào khoảng tầm 700 triệu thôi. Với 700 triệu tiền mặt, quý khách hàng có thể sở hữu cho mình cái ngôi nhà này rồi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý khách hàng trong vòng tối đa 20 năm và tối thiểu là 3 năm. Thì quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về cái phần hỗ trợ ngân hàng, vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 đấy ạ. Đó, đây là phần phòng khách. Gạch lát nền của ngôi nhà, đấy mọi người có thể nhìn thấy là gạch kích thước 60-60 vân đá granite hàng loại 1. Đồng thời toàn bộ cái tông màu sử dụng chủ đạo của ngôi nhà này là tông màu sáng nha mọi người. Cho nên bước vào cái không gian của ngôi nhà này thì cảm thấy nó rất là thoáng. Tuy cái diện tích của nó nhỏ thôi mọi người ạ, diện tích thì chỉ 30m thôi, nhưng mà chủ đầu tư cố gắng thiết kế đầy đủ công năng cũng như là những cái tiện ích sử dụng trong cái ngôi nhà này thì Ngọc Ánh đảm bảo với quý khách hàng luôn là một hộ gia đình sử dụng vẫn còn không hết nha. Tiếp nha, mời quý khách theo em vào phần phòng bếp. Phòng bếp này thì chắc chắn là rất nhiều chị em nội trợ quan tâm. Nó nhỏ xinh thôi nhưng mà đáp ứng đầy đủ nha mọi người. Bởi vì sao ạ? Đây, như cái tủ bếp này thì được thiết kế là gỗ an cường nha mọi người. Toàn bộ cái phụ kiện bếp đều được chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ. Và cái màu sắc của cái tủ bếp này thì khá là nhẵn nhặn, màu trắng và màu nâu, rất là đẹp. Bản thân Ngọc Ánh cũng rất là thích màu sáng bởi vì nó tươi trẻ mọi người. À, và đây là cái phần để bếp này. Ở đây là cái phần để hút mùi nha mọi người. Đó, thiết kế rất là chi tiết, quý khách hàng có thể nhìn thấy luôn, thực tế luôn ạ. Review thì rất là chân thật nha mọi người, nên mọi người cố gắng xem hết video giúp em nhá, đừng kéo nhá. Đó,
Với cái vị trí ngôi nhà này thì cách với cái đường ô tô, trục đường ô tô nó chỉ khoảng 50 mét thôi mọi người ạ. Và với cách cái 50 mét đấy thì ở cái ngôi nhà này là ở ngay gần đấy là có bãi gửi xe ô tô rồi, nên quý khách hàng nào mà có ô tô mà vẫn phân vân là mong muốn cái tầm tài chính vừa phải mà mong muốn là có chỗ gửi ô tô thì căn nhà này là một sự lựa chọn rất là hợp lý. Mặt bếp của ngôi nhà đây mọi người nha, được thiết kế toàn bộ là cái đá granite màu đen. Và xung quanh bếp thì được ốp gạch 30-60 rất là sạch. Đấy. Ngôi nhà này thì sử dụng là nước sạch quận Hà Đông nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Phụ kiện bếp đi kèm đây thì đều được thiết kế đầy đủ. Nói chung với căn nhà này như Ngọc Ánh chia sẻ, mọi người chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi, bởi vì chủ đầu tư đã thiết kế rất là sạch sẽ và đã đầy đủ hết rồi. Ngoài ra cái phía tầng 1 của ngôi nhà thì có một phòng vệ sinh nữa. Phòng vệ sinh phụ này đầy đủ công năng, đầy đủ về bồn cầu, thiết bị vệ sinh, lavabo, đầy đủ. Và ở phía tầng 1 của ngôi nhà có một cái hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà mọi người nhé. Phía phòng khách của ngôi nhà đây còn được ngăn cách bởi một cái vách gỗ CNC khá là đẹp. Giữa phần cầu thang và phần phòng khách để ngăn cách, phân biệt ra ấy mọi người. Đây, cũng hợp lý. Mọi người thì cứ bảo rằng cái diện tích 30m nó quá là nhỏ, nhưng mà không, quý khách hàng hãy cố gắng xem hết video này để xem 30m nó thiết kế như thế nào, có tối ưu hay không. Mời mọi người theo em lên trên tầng 2 của ngôi nhà. Khi mà Ngọc Ánh bước chân từ phía tầng 1 lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì muốn giới thiệu cho mọi người nhìn thấy ở đây toàn bộ cái mặt bậc, cổ bậc, cầu thang ở đây mọi người có thể quan sát. Toàn bộ chủ đầu tư là lát đá tự nhiên và cái mặt và cái tay vịn cầu thang thì được thiết kế là toàn bộ là gỗ lim Nam Phi nha mọi người. Tiếp theo, bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà, như quý khách hàng nhìn thấy, từ phía cầu thang, từ hành lang mà đi vào cái căn phòng ngủ toàn bộ là lát sàn gỗ công nghiệp. Đây. Rất là hợp lý và rất là đẹp. Phòng ngủ rất là rộng nha quý vị. Đấy. Quý vị có thể nhìn giúp Ngọc Ánh ở đây. Phòng ngủ vô cùng rộng. Nó khoảng tầm phải tầm được 16-17 mét vuông ấy mọi người ạ. Và cái phần phòng ngủ này chủ đầu tư cũng thiết kế đầy đủ cái hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện, cửa sổ hướng ra phía bên ngoài rất là thoáng. Và cửa sổ của cái căn phòng ngủ này thì được thiết kế là 2 lớp. Bên ngoài là lớp cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Nói chung là nó rất phù hợp với cái độ thẩm mỹ cũng như là cái phần an ninh an toàn cho cái ngôi nhà này. Đó. Và cái phần phòng ngủ còn một chút nữa, đó là cái phần hệ thống đây mọi người nhá. Chỉ phào trang trí này nữa thì mọi người có thể là về sử dụng cái giấy dán tường để dán vào cho nó đẹp, hoặc là mọi người có thể để bức tranh. Hợp lý đúng không ạ? Và cái căn phòng ngủ này thì nó rất là vuông vắn, dễ kê đồ nội thất, dễ kê giường, tủ, bàn phấn, nói chung là hợp lý ạ. Tiếp theo, tầng 2 của ngôi nhà còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đầy đủ hệ thống bồn cầu, hệ thống lavabo, hệ thống thiết bị sen tắm, hệ thống quạt hút mùi. Đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng nha mọi người. Và mời một quý khách hàng theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. À, với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người nhá. Cũng gồm một nhà vệ sinh và một phòng ngủ rộng. Đây, như quý khách hàng quan sát, lên trên tới tầng 3 của ngôi nhà đã có hai phòng ngủ lớn riêng biệt rồi. À, thiết kế thì tương tự như là cái phòng ngủ ở tầng 2. Đầy đủ hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn LED âm trần chiếu sáng tiết kiệm điện. Và mỗi cái phòng ngủ này thì chủ đầu tư đều lắp đặt đầy đủ cho mình cái ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa nha mọi người. Đây. Nói chung rất là tỉ mỉ và chỉn chu cho từng cái ngôi nhà mà chủ đầu tư muốn đưa tới tay khách hàng mọi người ạ. Sổ đỏ thì đầy đủ, bàn giao nhà ngay lập tức. Đó. Với quý vị anh chị nào mà có cái tầm tài chính nó vừa phải
và muốn mua cái căn nhà nó ở gần trung tâm một chút thì đây, cái ngôi nhà này đi ra cái trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 1 km thôi nha mọi người. Vị trí xung quanh thì rất là đầy đủ chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học cấp 1, cấp 2, bãi đỗ xe, trạm y tế, ủy ban nhân dân phường. Và đặc biệt ở cái ngôi nhà này, nếu như mà quý phụ huynh nào có con em đang học ở cái trường đại học Fenica mà muốn mua nhà cho con thì đây là một căn nhà lý tưởng để quý vị chọn lựa cho con em mình ạ. Bởi vì sao? Từ vị trí của ngôi nhà này cách với trường đại học Fenica nó chỉ 2 km thôi nha mọi người, rất là thuận lợi. Cách với ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông nó chỉ khoảng tầm 3 km thôi. Với cái giá của cái căn nhà này chỉ 1.970.000 đồng thì Ngọc Ánh nghĩ nó không phải là quá cao nha mọi người. Toàn bộ cái cửa phòng ngủ ấy mọi người và cái cửa nhà vệ sinh thì chủ đầu tư được thiết kế toàn bộ là cửa nhôm kính. Với cái thiết kế là cái cửa nhôm kính như này mọi người ạ, nó rất là an toàn, đồng thời nó cũng cách âm rất là tốt nha mọi người. Nhà vệ sinh ở tầng 3 đây ạ, thiết kế nó cũng giống hệt như tầng 2 thôi, nhỏ nhắn, xinh xắn, đầy đủ công năng. Đó. Và đây mọi người có thể nhìn thấy luôn, hành lang tầng 3 cũng vậy, cũng được thiết kế đầy đủ về cái sàn gỗ này. Và toàn bộ cái hệ thống như Ngọc Ánh chia sẻ rồi, cái mặt bậc của bậc cầu thang từ phía tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà toàn bộ là lát cái đá tự nhiên này nha mọi người. Đó, mọi người nhớ giúp em nha. Và tay vịn cầu thang cũng vậy, từ tầng 1 cho tới lên tới tầng 5 của ngôi nhà toàn bộ thiết kế là gỗ lim Nam Phi. Tiếp theo mời quý khách hàng lên trên phía tầng 4 cùng Ngọc Ánh nhé. Lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà, vị trí như vậy thì ngôi nhà này có 3 phòng ngủ riêng biệt. 3 phòng ngủ rất là lớn, rất là vuông vắn, rất là đẹp. 3 phòng ngủ này đều được thiết kế sàn gỗ rất là hợp lý. Hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng đều được lắp đặt rất là đầy đủ nha mọi người. Không một phòng nào thiếu một cái chi tiết nào đấy cả. Đấy. Ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa đây. Đó mọi người thấy không ạ? Vô cùng hợp lý nha. Nếu như mà quý khách hàng không nhanh tay gọi ngay cho Ngọc Ánh để tư vấn thì chỉ mấy hôm nữa thôi là căn nhà này nó sẽ vào tay chủ khác ngay lập tức, bởi vì giá nó quá là hợp lý. Và đây, tầng 4, phòng vệ sinh đây. Như vậy thì từ phía tầng 1 cho lên tới tầng 4 của ngôi nhà có tổng là 4 phòng vệ sinh nha mọi người. 4 phòng vệ sinh, Ngọc Ánh nhắc lại, 4 phòng vệ sinh đầy đủ công năng cho quý khách hàng sử dụng từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà. Vậy thì tầng 5 của ngôi nhà còn thiết kế như thế nào nữa? Mời quý khách hàng theo em. Và quý vị ơi, với tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Bước lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà, ở đây có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang nha mọi người. Đó, mọi người có thể nhìn thấy rất là rộng, rất là thoáng. Toàn bộ hệ thống tay vịn đây lắp lên trên tới tầng 5 nha mọi người. Và ở cái phần trên tầng 5 này thì thiết kế như sau, gồm một khu vực phòng thờ nha mọi người. Đây chính là cái phòng thờ của ngôi nhà, rất là hợp lý và nó khá là rộng ấy mọi người ạ. Cho nên là nếu như mà Ngọc Ánh chia sẻ quan điểm cá nhân một chút thì với cái gian phòng này, quý khách hàng vẫn có thể lắp thêm một cái ô ở nữa bên đây, lắp thêm cửa ấy ạ, để thiết kế thêm những cái công năng sử dụng cho gia đình mình. Và ở cái phía tầng 5 này thì đây, chủ đầu tư có thiết kế luôn một cái thang đi lên ở trên phía trên tầng thượng mọi người ạ. Bởi vì ở trên đấy có cái bồn nước phải đi lên, nếu như mà nước của nhà mình có vấn đề gì thì đây, đây chính là cái ô đi lên. Có một số quý khách hàng hỏi em ấy là đã có nước ở trên bể sẵn chưa? Có rồi nha mọi người. Và ở phía dưới tầng 1 là có bể ngầm nha mọi người. Bể ngầm ở dưới tầng 1 thì thường thường là chủ đầu tư thiết kế là 2 khối 8 nha. Và hệ thống bơm nước, máy bơm tự động rồi nên quý khách hàng hoàn toàn yên tâm. Phần cuối cùng, phần còn lại của ngôi nhà chính là đây. Đây là phần còn lại của ngôi nhà nha quý vị, phần sân phơi. Đó, cũng rất là thoáng đúng không ạ? Đây là cái phần khu vực để máy giặt. Đây, nước đây rồi, đã có nước rồi nha mọi người. Rất là thoáng, quý khách hàng có thể nhìn giúp Ngọc Ánh xung quanh rất nhiều nhà cao tầng, khu dân cư ở đây thì phải nói luôn là khu dân cư đông đúc, nhộn nhịp nha mọi người. Nhấn mạnh lại với quý khách hàng như thế, khu dân cư đông đúc và nhộn nhịp. Ngọc Ánh xin nhắc lại một chút về cái ngôi nhà này, hướng nhà là hướng Tây Nam. Diện tích là 30m2, thiết kế và xây dựng là 5 tầng nha mọi người, đây này.
đổ trần cả 5 tầng luôn, chứ không phải là 4 tầng rưỡi hay 3 tầng rưỡi như một số nhà ngoại chia sẻ nhá. Review rất là chân thật. Bởi vậy, quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về căn nhà này, và đặc biệt là bên Ngọc Ánh, cái kho hàng bên Ngọc Ánh còn rất là nhiều. Có một số căn thì đang vào hoàn thiện, có một số khu vực thì đang là xây. Bởi vậy nên quý khách hàng cứ gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình để có thể được tư vấn tốt nhất nha mọi người. 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 Ngọc Ánh nha. Xin chào và hẹn gặp lại.